Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cà Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn ván đấu rất hay của nữ kỳ hậu Việt Nam Ngô Lan Hương. Đối thủ của chị là kỳ thủ của Hồng Kông Lâm Gia Hân. Đây là trận đấu tại giải cờ tướng Đại hội Thể thao Châu Á 2010. Mời các bạn thưởng thức ván cờ tàng rất hay của nữ kỳ thủ Việt Nam. Sure. Sure. 将军. Sure. Sure. Chỉ 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 Sure.
Chi. 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 Chiang Jin. 破事 将军 将军 是。将军。 破事
吃。 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 将军。 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 将军。
将军出炮。将军，破下。将军。将军，再将。将军。吃。Tướng 5, Bình 4. Cho đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, Lâm Gia Hân đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức dáng cờ tàn rất hay của nữ kỳ thủ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.